Xin chào nhà, em có một con đồng hồ phi công nha. Đây là hiệu của Seiko Cabane Dezuka nha. Size 42, mặt xanh, rất là đẹp luôn. Size 42 càng 48 nha, tay 16 thoải mái luôn. Dây thì 19, hai ô cửa lịch. Đó. Tại sao gọi đây là đồng hồ phi công? Thì nó có chức năng là giờ thế giới nha. Đó. Nè, cái niền trong của nó nè, mình xoay bằng núm 4 giờ nè. Đó, để mình xem giờ thế giới, các núi giờ nè, Bangkok nè, Hồng Kông nè, Tokyo nè, rất là nhiều nha. Đó. Thì tổng cộng nó có đến 19 múi giờ nha cả nhà. Để em đếm hết rồi. Đó, đọc lại nha, dây thép đúc, khóa bấm, đằng sau là đáy xoáy nha. Đó, con này của Seiko nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, đọc lại nha. Rồi, em mời cả nhà nha.